lòng mang mát buồn, đang nắng chang chang vậy đó, con quốc con cái chạy không kịp mưa luôn. Khu dân cư chợ Láng Sen ngập luôn, mưa quá mưa mà còn cô bác ơi. Đây em đang ở khúc này nha, nhà chợ Ngọc Mai này đi thẳng ra có khoảng 15-20 mét đó là ra quốc lộ 80 ha. Hướng bên tay trái em là Gạch Giá, hướng ra phải là An Giang. Một không gian thật là yên bình. Lưu lại kỷ niệm xưa ha. Ô quá gió rồi, ướt camera luôn rồi.